quay lại chơi tiếp. Trong 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 quay. À con kiến à? Con kiến, con kiến. Ok, để chú hốt múc con kiến đi chỗ khác nhá. Ok, múc con kiến đi chỗ khác rồi. Chú lấy cái thiệt rồi, chú múc con kiến đi chỗ khác rồi. Ok. Cho vào cái này trời nắng. Wow, parking của gấu này. Wow, đây là parking của gấu. À, cái xe của gấu thích. Đây, hôm qua gấu thích chơi cái xe này nè. Đúng rồi. Đây, hôm qua gấu thích chơi xe này nè. Đó, xe này đại đi kêu. Đúng rồi, hôm qua gấu thích xe này nữa. Gấu thích chơi xe này nữa này, kêu tịt 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 tịt. Wow, bánh xe to quá. Bánh xe có màu vàng, màu đen. Ice cream màu đỏ. Dưa hấu. Hoặc là dâu tây. Wow. Anh bơi tìm thấy hòn đá. Ô tô màu vàng. Thìa màu blue anh bơ đang cầm. Gấu bảo anh bơ ơi cho em một thìa. Ai gấu anh bơ cho em gấu thìa vàng này. Ok đây chú, bây giờ chú làm kem nhá. Làm kem tiếp cho các bạn xem nhá. Đây, bây giờ làm kem tiếp cho các bạn xem này. Bây giờ các bạn thích ăn kem gì chú làm nào? Kem dưa hấu. Kem màu vàng. Ok vàng ạ, xoài, gấu là xoài còn bơ là dưa hấu, bơ được cái màu đỏ đây, đúng rồi. Cái mà màu đỏ ấy chú làm cho. Đấy. Ok. Cho cái này vào. Đây nè. Đấy, đấy, cái màu vàng của gấu này. Siêu không? Đây, cô bơ đúng rồi, bơ kém vào đây. Đây, bơ kém vào đây nha. Chú làm kem dưa hấu của gấu cho bơ. Đây. Wow, bơ, bơ, kem. Siêu không? À, ăn bơ đến vào đó lên thành kem dưa hấu, đúng rồi. Wow. Ôi giời, đừng cho vào mồm thật bơ. Không là là cắt vào mồm là đi bác sĩ đấy, là phải súc miệng ấy nha. Yeah. Ok. Đây, đây là kem kem Việt Quốc của gấu. Ờ chưa bơ. Gấu anh giả vờ thôi, đúng rồi, hai bạn anh giả vờ thôi nhé. Này. Cho bơ thêm một cái gọi là gâu ca này. Đấy, wow, kem dưa hấu. Bây giờ các bạn xoay một bơ đút thêm một cái. À bơ là có sẵn quả bóng thành kem luôn rồi. không cần máy nữa. Này, kem. Bây giờ chú làm kem tiếp cho các bạn xem nhá. Bây giờ chú làm kem trên một cái đây. Trên một cái bàn này luôn. Đây này, đặt cái này lên. Đúng rồi, đặt hai chân như thế, đúng rồi, cho nó không bị đau chân. À, gấu cho kem vào đấy luôn à. Đây, bây giờ ba cho kem vào các bạn xem này. Kem. À, cho bơ đấy, bơ kém vào đấy để chú cho. Đúng rồi, bơ kém xuống. Đấy, cắm xuống. Cắm xuống như em gấu này. Đấy, cắm xuống rồi chú cho bơ nhá. À. Chưa được. Wow. Thêm nữa nhá. À, để chú lấy ra cho. Để tí. Để chú làm nốt kem này cho bơ nhá. À, cái này nó nhiều cá khô quá. À gấu ở đấy ngồi cho mát. Gấu ở đấy ngồi cho mát đúng không cơ? Ok, gấu ngồi cạnh anh bơ. Để chăng lên như anh bơ đúng rồi. Đúng rồi. Wow, kem gấu bơ này. Gấu anh giả bơ. Anh giả bơ. Đây, 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 đây chú. Rồi, đây. Đây, quả bóng của bơ này. Đấy. Đây. Muốn làm kem. Đó làm kem của anh bơ.
Wow, kem. Gấu. Kem kem gấu. Đây kem gấu, đây bạn bạn múc lên rồi. Còn cắm vào. Đúng rồi, đây cắm vào đấy. Ok. Đấy. Khoan hơ. Ừ, để chú múc lại cho. Anh đánh rồi, dây mát. Anh đánh rồi, mát rồi. Từ từ chú tìm cái tìm cái múc. Sao? Sao sao bữa? À, vẫn còn nắng. Nhưng mà giờ mây rồi mà, giờ hết nắng rồi, giờ là trời mây nè. Hết nắng rồi, tí nữa hết mây rồi mới là nắng. Đây. Này, ok. Anh đã vừa. Của anh mà bạn này. Rồi. Của anh đã vừa mua này. Đây. Bơ để đấy đúng rồi, bơ để này. Ok. Wow. Cái này nữa. Wow. Đây. Wow. Kem ngon quá. Nhìn giống kem thật không? Của anh. Anh giả vờ. Anh giả vờ thôi. Ừ, anh giả vờ thôi, kem Việt Quốc. Kem Việt kem màu vàng. Wow. Kem màu blue. Còn anh kem màu blue. Hết nắng rồi. Trời hết nắng rồi, mây lại che mặt trời nên hết nắng rồi. Wow, kem. Ok. Ừ, nó bị rơi. Này. Rồi, ôi, để thành lên là nó không bị rơi vợ. Này, để thành như này này, không nghiêng này. Để thành không bị nghiêng là nó sẽ không bị rơi. Đó. Đây, kem đây. Kem đây. Kem đây. Nhiều, 5 cái kem luôn. Tao của mày, của bơ. Nó của gấu đâu? À, của gấu. Của gấu đang cho ăn bơ mượn. À, ăn gấu cho bơ, ăn bơ cho gấu kìa. Màu vàng. Màu vàng, ok, ăn bơ cho em gấu màu vàng nhé. Em gấu thích màu vàng. Màu vàng. Bơ cái này. Ok, đấy, ăn bơ cho em gấu màu vàng đi. Nhờ. Không. Đây. Màu nụ. Màu blue, màu vàng, đúng rồi. Ok. Ok, cho anh bơ chơi tí này, con chơi một lúc rồi mà. Nhờ, yeah. anh chơi một tí, ăn chán rồi ăn lại cho lại gấu. Đấy, ôi giời, anh bơ yêu gấu, anh bơ tháo, anh bơ yêu gấu, anh bơ cho gấu em vào blue. Chú đếm. À, chú đếm à, ok, chú đếm 1 tới 100 nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, chú đếm trong đầu khi nào tới 100 là chú báo bơ nhá. Xong rồi chú báo. Wow, chú nhìn thấy con ngựa. Wow, con ngựa đây. Cho bạn ngựa anh, các bạn chơi bạn ngựa anh không? Wow, chú cho bạn ngựa anh rồi. Gấu cho bạn ngựa anh không? Đấy, cho bạn ngựa anh đi. Đúng rồi, bạn ngựa anh xong rồi. Đây là bơ, ok. Wow, bạn ngựa anh xong rồi, bạn thả ra quả bóng luôn. Ờ, chú đếm trong đầu tới 30 rồi bữa. Bây giờ cho bảng voi anh đi. Cho bảng voi, à cho bảng voi vào gió bảng voi. Wow, vào số 10. Vào ô số 10 luôn. Vào ô số 10 này. Đấy, vừa nãy quả bóng nó rơi vào ô số 10 thế này. Đấy. Đây là ô số 20. Đây là ô số 10. Lại ô số 10 tiếp. Vừa nãy là có 30 điểm rồi. Ô ra ngoài, vào dốc. Bây giờ chú làm dốc chỗ này. À, rơi vào ô số 10. Vào ô số 10 tiếp. Khi nào mới được vào ô số 20 này nhỉ? Rơi vào số 20 này là siêu. Mà số 10 này là cũng siêu rồi. Cũng giỏi rồi. Đó, để trăng lần cả. Để trăng lần trước thì ăn bơ ấy, đúng rồi. Ồ, ăn bơ đạp trăng em gấu thế. Đây cho gấu cái này màu vàng. Đúng rồi, đây. À đấy, trời ơi. Chà bơ. Bơ yêu.
Game Marine, ăn bơ cho em gỡ. Em gấu bảo sao? Bảo ăn bơ ơi cho em gấu chơi Game Marine một tí. Đúng rồi, cho ăn bơ nhường cho em gấu này. Không có blue đâu. Ông mặc Game Blue. Game Blue này là con chơi một tí mà giờ con chơi Game Green nhá. Ok.